Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cách làm mực rim me cay, ăn rất là ngon luôn. Phần sốt bên ngoài sẽ bám đều những cái miếng mực và có cái vị cay cay, ăn rất là ngon. Cái này thì mình làm để được rất là lâu luôn. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình. Đầu tiên ở đây mình sẽ có 200 gram mực. Mực này mình sử dụng mực con nhỏ thôi nha các bạn. Con nhỏ thì ăn nó sẽ ngon và mềm hơn. Tiếp tục mình có 50 gram me. Mình sử dụng me vắt nè. Nửa muỗng canh ớt bột. Các bạn nào ăn nhiều ăn ít tùy theo khẩu vị của mình. Một muỗng rưỡi canh mạch nha. Sa tế thì mình sử dụng một muỗng canh. Cho vào rất là thơm và 100 gram đường. Mình đã bắt lên bếp một cái chảo và mình cho vào một chút xíu dầu ăn thôi các bạn. Và mình sẽ mở bếp lên nha. Khi mà dầu hơi vừa nóng rồi mình sẽ cho những cái miếng mực vào để mà mình chiên sơ nha các bạn. Ở đây mình sẽ không nướng mà mình sẽ đem chiên. Thì mình thấy cái mùi vị ăn nó sẽ được thơm và ngon hơn. Tùy theo là cái sở thích của các bạn thì các bạn có thể nướng cũng được. Ở đây thì mình sẽ chiên lên nha. Cái này mình phải chở đều bề nha các bạn. Để không thôi mình để một chỗ thì mực nó cũng sẽ dễ khét lắm. Phần mực này thì cũng rất là nhanh chín luôn. Cho nên mình chở đều bề và mình thấy nó hơi vàng nhẹ bên ngoài là mực của mình đã được rồi. Đó, các bạn thấy là nó co lại và nó hơi vàng nhẹ thôi. Thì mình sẽ gấp ra nha. Thì những lần sau á, mình sẽ làm y như vậy luôn. Mình cũng cho vào một ít dầu thôi. Tại vì mình làm từ từ á, cho mực nó vàng đều hơn. Còn để vô nhiều quá đó các bạn, thì mực nó sẽ không có được vàng đều. Đó, các bạn thấy nó hơi vàng nhẹ như thế này thì mình sẽ gấp ra nha. Mình cho ra cái rổ này nha các bạn. Các bạn coi là mực nó vàng rất là đẹp luôn nè. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là 100ml nước. Sau đó mình sẽ dầm cái me này ra để lấy phần nước cốt nha. Tùy theo là cái khẩu vị của mỗi người. Cho nên các bạn thích chua nhiều thì mình có thể thêm me. Còn thích cho có cái vị hơi chua nhẹ thôi thì các bạn sử dụng giống như mình là được. Dầm mịn ra hết trơn rồi thì bây giờ mình chuẩn bị làm. Mình cho hết phần cốt me vào đây. Ở đây cái hột nó hơi nhiều quá các bạn. Rồi mình sẽ cho hết cái phần đường vào. Và cả phần ớt khô vào luôn. Tiếp theo mình sẽ cho sa tế tôm vào. Phần sa tế này thì ăn nó cũng không có cay nhiều. Cho nên mình cho vào. Một là để tạo màu đẹp. Và thứ hai nữa thì nó cũng rất là thơm các bạn. Ở trên tại vì là cái phần dầu á. Cho nên mình phải quậy lên. Cho nó đều. Mình có sử dụng thêm là một ít màu gạch tôm nha các bạn. Để tạo cho cái màu mực của mình nó sẽ được đẹp hơn. Màu gạch tôm này thì thường hay sử dụng để kho thịt nè. Để tạo màu cho những cái món nướng, món ướp thịt để mà mình nướng đó các bạn. Nếu mà ở nhà mình không có thì thôi, mình không cần để cũng được nha. Rồi mình sẽ quậy đều ra. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái phần mạch nha vào luôn nha các bạn. Mạch nha này thì khi mình có sử dụng mạch nha thì những cái gia vị nó sẽ bám đều hết ở bên ngoài miếng mực á. Rất là ngon luôn các bạn. Rồi bây giờ mình mở bếp lên luôn. Khi mình nấu thì nó sẽ tan chảy ra hết nha các bạn.
Đó, cái phần nước sốt là các bạn thấy là cái màu vô cùng đẹp luôn á. Khi mà nó sôi lên thì mình sẽ nấu tầm thêm chừng 1 phút nữa nha. Nấu với lửa trung bình, không cần lớn nha các bạn. Lửa vừa vừa, nhỏ nhỏ thôi. Cho cái phần nước này nó sệt lại một chút nữa. Rồi bây giờ các bạn thấy là phần nước hơi sệt nhẹ thôi, đừng có nấu lâu quá nha. Thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần mực vào. Rồi mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở lửa nhỏ lại. Đó, mình cứ trộn đều lên cho cái gia vị nó bám đều bên ngoài. Khi trộn hơi đều đều như vậy rồi mình sẽ tắt bếp luôn. Và mình sẽ trộn lên như vậy cho những cái gia vị nó bám đều bên ngoài mực như thế này nè các bạn. Đó, rất là ngon luôn mà cái màu nó lên cũng rất là ưng luôn á các bạn. Như vậy là xong cái món mực của mình rồi đó. Mình đã làm xong và cho ra dĩa rồi. Các bạn thấy bên ngoài là bám cái phần sốt nè. Và có những cái miếng ớt cay cay rất là ngon mà thơm nữa. Cái này thì mình có thể cho vào hộp, vào keo gì đó để mà mình bảo quản. Các bạn để bên ngoài, không cần để tủ lạnh nha. Mực rim me cay sẽ có một cái vị chua chua nhẹ thôi các bạn, thơm thơm của mùi me nè, ngọt ngọt của đường. Tại vì mực thì nó đã mặn rồi các bạn, cho nên là khi làm món này mình không có thêm muối vào nha, mình không có nêm thêm vào muối. Như vậy thì cái gia vị nó đã, khi mà mình ăn miếng mực á, gia vị nó sẽ hòa quyện với nhau thì tạo lên một cái món ăn rất là ngon luôn, cay cay nè, rất là thơm lừng. Với cái làm đơn giản thì mình đã có một cái món ngon rồi, thì món này thì mình có thể làm cho gia đình mình ăn hoặc là trong những cái buổi tiệc nhâm nhi ha. Video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.